Hello, xin chào anh chị, quý vị các bạn đã quay trở lại với video của Mạnh Ô Tô và em là Tùng SEO. Và hôm nay em sẽ lên cho anh chị và các bạn một con xe Hyundai i10, một con xe bản tiêu chuẩn, bản sedan 2017, giá rất là rẻ. 2017 và báo giá luôn cho anh chị con xe này là 225 triệu. Bán bao rút hồ sơ. Con này là bản tiêu chuẩn nhưng mà nó đi gia đình và xe như nó, nếu mà so với những con xe bản đủ mà đi nhiều thì con xe này còn đẹp hơn. Bản tiêu chuẩn thôi, người ta gia đình lúc đấy mua mới là người ta không có điều kiện nên người ta mua bản tiêu chuẩn, nhưng mà xe chỉ đi gia đình và xe bên trong nội thất nó rất là đẹp. Cái tí em quay nội thất cho anh chị bạn xem. Thì đây, đầu tiên là về thân vỏ phía ngoài, xe màu trắng. Thế như bạn có thể thấy là bản tiêu chuẩn thì con này la răng của nó la răng sắt này. Đây la răng sắt. Bốn quả thì nó là la răng sắt. Con này thì chạy đâu đấy thì nó cũng loanh quanh khoảng chục vạn, hơn chục vạn một tí. Xe màu trắng nhá. Xước sát thì có nhưng mà đã cho đi sơn tỉa rồi nên chị các bạn hoàn toàn yên tâm về phần sơn thì bọn em sẽ làm sơn tỉa đánh bóng, còn đâm va các thứ là không có. Keo chỉ thì nguyên. Đây, đi vào phía bên trong nội thất, con này xe đi nó khá là ít so với những con xe bản thiếu khác mà nó có đá đưa dịch vụ, thì con xe này nó giữ được đẹp hơn. Thứ hai là những con xe nào mà nó là bản đủ nhưng mà nó cũng có chạy dịch vụ ấy, thì con xe này lại đẹp hơn. Đây nhá, bắt đầu về xe này nội thất này, các bác có thể thấy thứ nhất là về phần gương kính chỉnh điện này, các hệ thống phím bấm của nó, chỉnh gương này. Đấy là hoàn toàn là vẫn còn rõ nét, có mỗi một cái này là cái lên xuống kính lái này thì nó hơi mờ một tí, tất cả các kính khác là gần như không có xuống. Có này là chữ auto down nên là nó hơi mờ vì người ta ấn. Thứ hai nữa là về mặt vô lăng. Đây em thu nhỏ hình cho các bạn, các bác xem này. Các bác có thể nhìn này, mặt vô lăng này. Nhiều con xe bản đủ nhá, mặt vô lăng mà tay người ta ấn nhiều ấy, những chỗ như này nó lúc nào nó có cái vết nhẵn nhẵn ra. Đấy, ấn phím còi nhiều ấy, nó sẽ nhẵn ra. Hoặc là hai bên thành vô lăng, những con nào mà nó chạy dịch vụ taxi là nó nhẵn, sau đó trượt, nó nổ hết những cái phần xung quanh như này. Con xe này xe bản thiếu nhá, xe bản tiêu chuẩn. Đây, phóng to lên. Các bác nhìn này. Rất sần, không có chỗ nào nó bị nhẵn cả. Đây đầu củ số là củ số nhựa, củ số của bản tiêu chuẩn, củ số zin. Đấy, nó cũng còn sần như thế này. Xe khá đẹp, táp lô táp vi này. Đấy, rồi hệ thống điều hòa này. Nút ấn điều hòa. Rõ nét. Trần vẫn là trần nỉ luôn. 2017 xe bản tiêu chuẩn nhưng mà con xe này nó đi ít. Và xe gia đình zin. Thế nên là nội thất nó giữ được và xe đẹp. Ghế ghế da này. Đấy, Hyundai. 2017 và giá là 225 triệu. Đấy, em đi qua đấy, hệ thống máy của nó các bác nhá. Đây. Đời này thì là máy 1.2, cái bản sedan này thì là kể cả bản thiếu thì máy cũng là 1.2. Đấy, keo chỉ nguyên như em nói rồi, không có đâm va tai nạn ngập nước gì cả. Keo chỉ là nguyên này. Đây máy đây, ốc máy này các bác nhìn này. Các bạn có thể thấy là 2017 và máy vẫn nguyên nhé. Xe bản tiêu chuẩn và máy vẫn nguyên. Thì bác nào có nhu cầu với con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại ở trên màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như là đi thử. Cảm ơn các bác đã xem video. Con xe này thì còn một chút nội thất nữa thì em chưa có dọn, con này thì mới sơn tỉa về thôi. Cũng như là dọn qua phần máy, phần gầm.
còn một ít nội thất thì chưa có dọn. Đấy thì có lẽ là sẽ trong chiều hôm nay cho đi dọn nốt. Cảm ơn các bác theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.